Xin chào quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay thứ năm ngày 18 tháng 12. Xin mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ những người bạn nhỏ, 19 giờ 30 phút em yêu khoa học, những thí nghiệm vui, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ. 20 giờ chương trình hát giới ngôi sao, 21 giờ ký sự đi tìm dấu tích ba vua. 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam sống đời tập 6. 22 giờ 15 phút tình trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 4. 23 giờ 30 phút thưởng thức gia đình. 23 giờ 50 phút tình của ngày tình thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 19 tháng 12 gồm có những tiết mục sau đây. 0 giờ 35 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 57. 1 giờ 30 phút tạp chí bóng đá thế giới, 2 giờ chuyện là bốn phương, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 2, 3 giờ 30 phút ca nhạc bài ca quê hương, 4 giờ siêu thị cười bỏ tay. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Cao lớn, khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn cùng biệt đội siêu nhân Vinamilk.